Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn vặt rất được yêu thích trong mùa hè. Đó là mình sẽ làm bánh lăn nhá. Ở đây để mình thực hiện cái món bánh lăn bánh lăn cà phê. Hôm nay mình sẽ làm bánh lăn cà phê. Thì có đó là 5 trái trứng gà, một gói cà phê đen. Nếu các bạn dùng cà phê sữa thì mình sẽ dùng 2 gói nhé, để màu nó được đậm hơn. 2 ống vani, 2 bịch sữa tươi, và mình sử dụng cái loại mà có thể tích là 220ml, khoảng 100g sữa đặc và nửa trái chanh. Và mình chuẩn bị sẵn cái hộp đựng bánh lăn để mình cho bánh lăn vào. Và không thể thiếu nữa là làm bánh lăn mình sẽ khuấy khoảng 180 đến 100g đường để làm caramel. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên mình sẽ đi khuấy caramel trước nhé. Mình sử dụng 100g đường. Và mình sẽ cho khoảng 3 muỗng nước cho nó ướt cái đường thôi nhé. Rồi, như thế này là được rồi. Mình sẽ mang đi nấu. Mình sẽ nấu cho cái đường của mình nó chuyển sang màu cánh gián nhé. Và trong thời gian cái đường của mình chưa chuyển qua màu cánh gián thì mình sẽ không dùng muỗng hoặc là đũa mình khuấy. Bây giờ thì trong thời gian mình đợi mình nấu cái caramel này thì mình sẽ đi mình đập trứng gà để mình quấy nhé. Mình khuấy theo một chiều để cho cái trứng của mình nó tan ra. Cái caramel của mình nó đã bắt đầu gần gần chuyển sang cái màu cánh gián rồi đó. Các bạn nhớ canh nha, chứ không là caramel của mình nó bị khét đó. Đây các bạn, cái màu caramel của mình như vậy là được rồi nhé. Mình sẽ tắt bếp đi. Và đến khi này thì mình mới dùng muỗng mình khuấy. Mình sẽ cho vào đây hơn 1 muỗng nước cốt chanh. Mình cho nước cốt chanh vào để cho cái caramel của mình nó không có bị ngọt gắt. Bây giờ thì mình sẽ nhấc ra khỏi bếp và mình nhanh chóng mình cho vào khuôn nhé. Vậy là mình đã đổ xong cái phần caramel rồi. Bây giờ đến lượt mình đi nấu cái sữa tươi và sữa đặc lên nhé. Mình sẽ cho cái phần sữa đặc vào sữa tươi. Mình đun lên cho nó sôi sủi bọt thôi nhé. Không, cái này sữa này mình không cần để cho nó sôi hẳn lên, mà các bạn chỉ cần cho nó sôi sủi bọt là được rồi. Mình khuấy cho cái sữa đặc của mình nó tan thôi. Và mình sẽ cho cái phần cà phê hòa tan với khoảng 2 muỗng nước mình cho vào luôn nhé. Khi cái sữa của mình nó sôi sủi bọt như thế này thì mình sẽ tắt bếp đi nhé. Và mình sẽ cho 2 cái ống vani vào. Mình khuấy đều đi. Tiếp theo đó là mình sẽ cho cái phần trứng mình đã khuấy đều qua rây.
mình lược lại một lần xem là nó có còn nó tan đều hết chưa, để cho cái bánh lăn của mình khi mà mình hấp thì nó được mịn. Tiếp theo đó là mình sẽ cho từ từ cái phần sữa mà mình vừa nấu vào cái trứng mà mình khuấy nó đều lên. Sau khi mình khuấy đều rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lược một thêm một nước nữa qua rây nhé, để cho cái bánh lăn của mình nó được mịn. Và công đoạn cuối cùng đó là mình sẽ cho cái phần là vào cái hỗn hợp của mình vào cái caramel này. Mình đã đổ xong cái phần sữa của mình vào thì mình, các bạn thấy là nếu mà có mấy cái bóng ở trên á thì mình dùng cái tăm này này mình chọc cho nó bể đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần rau câu bánh lăn của mình vào trong cái xửng hấp này. Mình nấu cho cái nước của mình nó sôi lên. Thì mình sẽ cho cái bánh của mình lên mình hấp. Tùy thuộc vào cái mình hấp bánh này thì mình sẽ để lửa vừa, mình hấp trong vòng khoảng 25 đến 30 phút. Và khi mà nước sôi rồi thì cứ khoảng 5 phút mình sẽ mở cái nắp nồi này một lần để cho cái hơi nó bay bớt, để nó không làm cho cái nhiệt độ nó quá cao và cái bánh của mình nó sẽ không được mịn nhé. Sau khi mình hấp được chừng khoảng 20 phút và mình đã mở nắp vung được khoảng 2 lần thì bây giờ mình sẽ thử xem là cái bánh lăn của mình nó chín chưa nhé. Mình sẽ mở một cái nắp bất kỳ, mình dùng cây tăm mình chọc xuống vô cái bánh lăn của mình như thế này. Nếu mà cái bánh lăn của mình nó không dính vào cái cây tăm nữa thì là chín rồi. Cái này nó còn hơi một chút xíu nữa thì mình sẽ cho vào khoảng chừng 5 phút nữa là được rồi nhé. Đây các bạn, đây là cái lăn mà mình đã bỏ ra. Bây giờ thì mình sẽ cắt thử một cái nhỏ này ra cho các bạn xem nhé. Wow, cái bánh lăn của mình rất là mịn luôn á. Nhìn hấp dẫn quá. Cái caramel của mình như vậy là đạt nha các bạn. Khi mình nấu lên thì cái bánh lăn của mình này nó rất là mịn. Đây, cái bánh lăn của mình nó rất là mịn và cái caramel thì nó sẽ chảy ra và nó tạo thành một cái lớp cái nước đường ở dưới. Cái mùi rất là thơm và hấp dẫn, kèm theo cái vị của cái bánh lăn này là cái mùi cà phê á, nên là ăn rất là ngon. Các bạn hãy làm thử cái vị bánh lăn này để mình ăn hoặc là mình uống kèm với trà sữa rất là tuyệt vời. Mình sẽ ăn thử. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Này mà uống với trà sữa thì rất là ngon. Các bạn có thể đập một chút xíu đá bào á, mình bỏ lên đây mình ăn kèm. Video thực hiện cái món
bánh lăn cà phê của mình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mời các bạn đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.